Chào mọi người ha. Tối hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái con máy chiếu Casio. Cái dòng này á là mình search, nó thật sự mọi người, thì mình search ở trên mạng mình thấy là bán mới rất là cao, đúng cái model này luôn mọi người. XGA256, Casio 256 à. Mọi người đừng có nhầm với lại dòng 252 hoặc là 254, 255 xong rồi tới 256. Đó, máy là zin nguyên, mình xách tay từ Nhật về là nó gồm máy nè. Máy còn rất là đẹp. Túi Casio, remote zin này rất là hiếm nha mọi người, cực kỳ hiếm luôn. Và dây HDMI, dây nguồn, nói chung là combo như thế này. Và đặc biệt cái chỗ như thế này nè, mọi người đừng có nói là mình hàng cũ so sánh với hàng mới như thế nào. Mới thì rất là đắt, mình thấy là năm toàn là những cái trung tâm là bán toàn là 50 mấy triệu không. Nhưng mà đây thì hàng cũ thì đương nhiên không có so sánh được. Nhưng mà hàng cũ này á chỉ sử dụng mới có hơn 100 giờ à. Đó, mọi người, nó quan trọng là ở cái chỗ đó, máy chiếu nó quan trọng là cái giờ chiếu. Ở bên Nhật như cái con máy này người ta chỉ sử dụng mới có hơn 100 giờ. Thì á hả, cái thời tuổi thọ bóng đèn của nó là người của cái dòng Casio mà 256 này á là 20.000 giờ nha mọi người. 20.000 giờ mới tới cái tuổi thọ mà thay bóng đèn đó. Nhưng mà cái này mới sử dụng có hơn 100 giờ là nó mới được 1/200 của cái mới, của mới 1/200 thôi, cho nên là nó cũng như mới vậy đó mọi người ha. Đây, và mình quay rõ cái ngõ kết nối, sau đó là mình sẽ, đây mọi người, mình sẽ chiếu lên cho mọi người xem nó như thế nào ha, và mình báo giá chi tiết. Ở đằng trước mình quay luôn ở đằng trước đi. Ở đằng trước thì đây mọi người, như thế này nè. Cái này là cái chụp của cái đèn chiếu thôi, chụp vô vậy. Như vậy ha, bây giờ mình quay. Đây mọi người ha, đây là cái máy chiếu Casio, đúng cái này luôn. Và mình chỉ mượn từ trang web của người ta để mà mình quay cho mọi người thấy được là cái chức năng của nó. Để mình zoom lên cái điện thoại của mình nha mọi người. Đó, thì đây, nào mọi người xem thử và tham khảo cái độ sáng nè, cái độ phóng to hay là kích thước hình chiếu, rồi cái tuổi thọ bóng đèn là 20.000 giờ nè mọi người ha. Đó là như thế. Còn nói chung là máy là chiếu là ok, ngon lành, zin từ Nhật về. Đó, ở các shop rồi là người ta bán rất là cao. Và đây thì bán cũ, thì hàng cũ thì mình không có thể so sánh được, nhưng mà mình sẽ chiếu cho mọi người xem cái đoạn video ha. Mình có thể zoom to, zoom nhỏ. Đây mọi người ha, cái máy chiếu này thì nó có thể là tự zoom. Khi mà để cái khoảng cách đúng như vậy, mình điều chỉnh trên remote trên máy thì nó có thể là zoom to hơn, là giống như là mình làm cái khoảng cách màn chiếu nó to ra như thế này nè mọi người nè. Đó, rất là rõ. Ban đêm nó thực sự là xem video đó có thể zoom to như vậy nữa nha mọi người. Ví dụ như lúc mà mình trình chiếu làm việc hay gì, có cái điểm gì đó mình cần zoom ra là sẽ thấy được rõ được cái hình ảnh luôn đó. Và rất là rõ cực kỳ. Bởi vậy tiền nào của nấy thôi mọi người, hàng gì nó xuất xưởng và người ta bán mới nó cao như vậy. Máy là nhẹ gọn tiện, mình đang để với cái khoảng cách của mình đang để là 2,5 m, với cái màn chiếu mà mình đang chiếu ở đây là 120 inch nha mọi người, là nó to lắm, từ cái đoạn này qua đây là tới 2,3 m lận đó. Nguyên cái khung này nè là 2,3 m nha mọi người, nó rất là to và nhìn cực kỳ đã luôn. Và mình báo giá cho mọi người ha, nguyên cái combo như thế này là giá của nó là 8,7 triệu thôi mọi người. Chỉ có 8,7 triệu. Tại vì cái giờ chiếu nó quan trọng lắm, cái này là nó hơn 100 giờ chiếu thôi nha mọi người. Nó chỉ là 130, 140 gì đó, mình quên mất tiêu rồi, nó tầm đó thôi. Ai chốt thì mọi người nhắn tin cho mình ha, cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người. Cọc 1 triệu ship code rồi, khi mà mọi người nhận hàng thì mọi người kiểm tra hàng, chiếu thử, xem giờ chiếu, rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Thực sự có remote zin đã là một rất là hiếm rồi. Cái giỏ thì mình bỏ qua đi. Remote zin là một, và hai nữa là cái giờ chiếu ít. Nó quan trọng, và cái giờ chiếu nhiều và giờ chiếu ít cực kỳ quan trọng luôn ha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình.